Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 26 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay, có những phần tin đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm và tặng quà nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Lâm Đồng đảm bảo chất lượng hàng hóa trong dịp Tết. Hà Nội tăng 10% hàng hóa phục vụ Tết. Gia Lai rộn ràng mùa hoa Tết. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua 25 tháng 1, ông Trần Duy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành tổ chức xây dựng đảng năm 2019. Theo báo cáo, năm 2018, toàn ngành tổ chức xây dựng đảng tỉnh Lâm Đồng đã tích cực tham mưu tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy, ban hành 5 quy định, 7 kế hoạch và một số đề án quan trọng, nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 và nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 6, 7, 8, khóa 12 trên lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng đảng. Bên cạnh đó, đã nghiêm túc thực hiện có hiệu quả kết luận của Ban Tổ chức Trung ương cũng như chương trình công tác của tỉnh ủy và cơ bản hoàn thành 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng đảng mà Ban Tổ chức Trung ương đề ra. Trong năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên. Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ được các đơn vị ngành tổ chức xây dựng đảng các cấp thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm lãnh đạo thực hiện kịp thời, yêu cầu công tác của cán bộ, đảng viên. Đối với công tác thi đua, khen thưởng đã đi vào nề nếp, có phần động viên, khuyến khích, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, để phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 được xác định với các nội dung cụ thể, dựa trên 11 nhiệm vụ để triển khai thực hiện, như tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 14 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018. Trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng đảng cho 5 cá nhân thuộc ngành tổ chức xây dựng đảng tỉnh Lâm Đồng. Tại hội nghị, các cụm thi đua của ngành tổ chức xây dựng đảng cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2019. Huyện ủy Đức Trọng vừa tổ chức lễ tặng huy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 năm 2019. Đến dự có đồng chí Trần Duy Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đợt 3 tháng 2 năm 2019, Đảng bộ huyện Đức Trọng có 33 đảng viên được trao tặng huy hiệu đảng, gồm huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 2 đồng chí, huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 1 đồng chí, huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 9 đồng chí, còn lại là huy hiệu 45 năm, 40 và 30 năm tuổi đảng. Đồng chí Trần Duy Hùng, Trưởng ban Tổ chức, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư huyện ủy Đức Trọng đã trao huy hiệu đảng và tặng hoa chúc mừng 12 đồng chí được tặng huy hiệu 70, 55, 50 năm tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Duy Hùng đã ghi nhận công lao đóng góp của các đồng chí trong quá trình rèn luyện, phấn đấu tu dưỡng đạo đức cách mạng, tham gia xây dựng đảng và được nhận phần thưởng cao quý của đảng. Đồng thời mong muốn các đảng viên được tặng huy hiệu đảng cần tiếp tục phấn đấu rèn luyện, giữ vững phẩm chất của người đảng viên Đảng Cộng sản, tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng cũng vừa tổ chức lễ trao huy hiệu đảng cho 3 đồng chí có 30 năm và 40 năm tuổi đảng. Chiều 25 tháng 1, Đảng ủy khối cơ quan, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ trao huy hiệu 30-40 năm tuổi đảng cho 3 đồng chí Bùi Thanh Long 40 năm tuổi đảng, Nguyễn Thế Dũng và Bùi Đáp 30 năm tuổi đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là một vinh dự to lớn đối với toàn đảng bộ đã có những đảng viên ưu tú, nhiều năm cống hiến cho sự phát triển chung của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Kim Sinh, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng, cũng mong muốn các đồng chí được nhận huy hiệu đảng, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng đảng bộ khối các cơ quan vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.
Những đồng chí được nhận huy hiệu đảng hứa sẽ tiếp tục cống hiến sức lực cho sự nghiệp phát triển của địa phương, phát huy truyền thống của người đảng viên, xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh và là tấm gương sáng cho những đảng viên trẻ đi sau học tập noi theo. Chiều hôm qua 25 tháng 1, Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Việt Nam, ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, cán bộ ngành thống kê qua các thời kỳ, cùng đông đảo cán bộ viên chức Cục Thống kê tỉnh đã tham dự. Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng hiện có 7 phòng tại cơ quan cục và 12 chi cục thống kê tại các huyện, thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt. Tổng số cán bộ, viên chức và người lao động là 95 người. Tổ chức đảng có chi bộ đảng với 20 đảng viên. Hàng năm, Cục Thống kê Lâm Đồng đã thực hiện trên 800 lượt báo cáo và hơn 30 cuộc điều tra thống kê thường xuyên theo kế hoạch được giao, cũng như yêu cầu phục vụ địa phương, đảm bảo kịp thời và chất lượng ngày càng được nâng lên. Trong đó, đảm bảo công tác thông tin, tổ chức triển khai báo cáo tình hình kinh tế xã hội định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm, thực hiện hoàn thành đúng tiến độ theo phương án các cuộc điều tra thường xuyên, cũng như đột xuất trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, tổ chức thành công các cuộc tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản, tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp, thực hiện rà soát số liệu GDP. Bên cạnh đó, Cục Thống kê tỉnh duy trì thi đua hàng năm theo định kỳ, liên tục và nhân rộng điển hình tiên tiến. Nhờ vậy, từ năm 2005 đến nay, Cục Thống kê Lâm Đồng luôn duy trì vị trí thứ nhất của khu vực Tây Nguyên. Đối với tập thể, Cục Thống kê tỉnh liên tục được nhận cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Huân chương Lao động hạng 3 năm 2007, hạng nhì năm 2012. Riêng năm 2018, được sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Thống kê, sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ban ngành trong tỉnh, cùng với sự nỗ lực phấn đấu chủ động vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, toàn ngành xếp thứ nhất vùng các tỉnh Tây Nguyên, xếp thứ 11 toàn quốc. Đối với cấp huyện, tỷ lệ hoàn thành chung đạt trên 99%. Với những thành tích nêu trên, tập thể Cục Thống kê Lâm Đồng vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất, phòng dân số, văn xã được trao tặng huân chương lao động hạng 3. Bà Nguyễn Thị Tuyết, chi cục trưởng chi cục thống kê huyện Đạo Ai, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và 7 cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp thống kê Việt Nam. Phát biểu tại lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Yên đã chúc mừng những kết quả mà Cục Thống kê Lâm Đồng đạt được trong những năm qua, khẳng định vai trò quan trọng trong công tác thống kê sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng phát triển vững mạnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu ngành thống kê tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ và chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tăng cường công tác đảm bảo và phổ biến thông tin, đổi mới quy trình biên soạn số liệu GDP, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành thống kê Lâm Đồng, chú trọng công tác thi đua, khen thưởng của ngành trong giai đoạn mới. Sở Công Thương vừa tổ chức hội nghị tổng kết ngành và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Đến dự có ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng sản phẩm công nghiệp đạt 8,3%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 14.400 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ cả năm đạt trên 50.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 660 triệu đô la Mỹ, tăng 19,7% so với cùng kỳ. Đặc biệt trong năm 2018, Sở Công Thương đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thực hiện tốt các chương trình đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh như tổ chức xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng, triển khai kế hoạch hành động quảng bá thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. 4 đề án thuộc chương trình áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, các đề án hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử uy tín, v.v. Một số nhà đầu tư đã quan tâm đầu tư đối với các dự án công nghiệp như các dự án thủy điện, chế biến nông sản, khoáng sản có công suất lớn đang dần được đi vào hoạt động ổn định, đạt công suất. Các doanh nghiệp cũng được tiếp tục mở rộng công suất và hoạt động kinh doanh nhằm đóng góp vào giá trị sản xuất ngành công nghiệp. Năm 2019, toàn tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt 11%, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 12% so với năm 2018.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội đạt trên 58.000 tỷ đồng. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 720 triệu đô la Mỹ, tăng 8,9% so với ước thực hiện năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những đóng góp của ngành công thương trong thời gian qua cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Qua đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng mong muốn các lãnh đạo, cán bộ ngành công thương trên địa bàn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động và phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng vững mạnh. Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã trao danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 3 tập thể, tặng bằng khen cho 3 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Chiều 25 tháng 1, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ đã chú trọng đổi mới nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết của đảng các cấp, theo hướng nâng cao trách nhiệm tập thể và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Lãnh đạo và tổ chức thành công hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2018, tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng chính trị và xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật tổ chức đảng đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đại biểu công đoàn viên chức tỉnh Lâm Đồng lần thứ tư, nhiệm kỳ 2018-2023. Chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng bộ được nâng cao thông qua việc chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên đề, công tác tự phê bình và thảo luận dân chủ. Qua đó, vai trò lãnh đạo chỉ đạo điều hành của đảng ủy khối, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng được thể hiện rõ nét. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên càng được nâng lên. Vai trò cá nhân các đồng chí chủ chốt từ đảng ủy khối tới cấp cơ sở trong việc nêu gương, nói đi đôi với làm đã có tác động tích cực tới hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức đảng chính quyền đoàn thể, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ khối. Trong năm 2019, đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tập trung nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát, xem xét thi hành kỷ luật đảng, nâng cao tính răn đe, giáo dục phòng ngừa, đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, theo hướng tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, xây dựng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong toàn đảng bộ. Dịp này, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 9 đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ năm 2014 đến năm 2018. Phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, Lâm Đồng đảm bảo chất lượng hàng hóa nhằm phục vụ cho người tiêu dùng trong dịp Tết. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 25 tháng 1, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đã đi thăm chúc mừng và tặng quà Tết cho một số cơ quan, đơn vị, gia đình chính sách tiêu biểu tại các huyện Di Linh, Đức Trọng và thành phố Đà Lạt. Cùng đi có Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh và chính quyền các địa phương. Đến thăm cán bộ và nhân dân xã Liên Đầm, huyện Di Linh, sau khi nghe địa phương báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác chăm lo đời sống của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lưu ý chính quyền địa phương cần tiếp tục xây dựng, giữ vững các tiêu chí về chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt các chế độ chính sách, đặc biệt đối với các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhân dân vui xuân đón Tết và tặng một phần quà trị giá 500 triệu đồng cho địa phương để thực hiện một công trình phúc lợi xã hội. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Vi Tú Duy ở xã Liên Đầm, gia đình ông Đỗ Trọng Ái ở xã Gùng Ré. Đây là các gia đình có thân nhân đang công tác tại quần đảo Trường Sa và thăm các gia đình có bệnh nhân đang điều trị tại khu điều trị Phong Di Linh. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng các phần quà Tết, đồng thời ân cần thăm hỏi đời sống sức khỏe của các gia đình, đặc biệt công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Còn tại huyện Đức Trọng, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến chúc Tết cán bộ và nhân dân xã Liên Hiệp, tặng một công trình trị giá 500 triệu đồng để địa phương thực hiện một công trình dân sinh trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn cán bộ, chính quyền và nhân dân xã Liên Hiệp tiếp tục nỗ lực đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, chăm lo tốt cho cán bộ và nhân dân trong xã vui xuân đón Tết một cách an toàn, tiết kiệm. Tiếp đó, đoàn đã trao tặng 4 phần quà cho gia đình bà Hoàng Thị Huyền ở xã Tân Hội,
và gia đình ông Thông Minh Trí ở xã Hiệp An có người thân đang thực hiện nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa và hai gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Ánh Đông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng và Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ân cần thăm hỏi về tình hình thực hiện công việc chuyên môn, kế hoạch trực Tết cũng như đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động tại các đơn vị. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chúc cán bộ, viên chức và người lao động tại các đơn vị đón một năm mới ấm áp, an lành và ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ vào dịp cuối năm thì nhu cầu tiêu dùng của xã hội ngày càng gia tăng, đặc biệt là các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu của người dân. Chính vì vậy, việc đảm bảo hàng hóa phục vụ người dân cũng như tăng cường công tác chống gian lận thương mại và quản lý thị trường là điều kiện hết sức cần thiết nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như sức khỏe người tiêu dùng. Mục theo dòng thời sự tuần này sẽ phản ánh về vấn đề đảm bảo chất lượng hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2019. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tết Nguyên đán là thời điểm hàng hóa tiêu thụ lớn nhất trong năm. Năm nay, thị trường hàng hóa có điểm đặc biệt đáng chú ý là không chỉ tăng sản lượng các mặt hàng, người tiêu dùng còn lựa chọn nhiều hàng Việt hơn. Trong những ngày cao điểm này, giá bán các mặt hàng không thay đổi, không xảy ra tình trạng găm hàng ép giá. Chị là nhập từ công ty mẹ, và từ công ty mẹ thì đương nhiên là khi người ta nhập về đây là qua hải quan là có chứng từ, giấy tờ, tem rồi niêm yết đàng hoàng đâu vào đó hết rồi, thì chị cứ mua những cái hàng đó là bảo đảm an toàn. Nhìn chung, nguồn hàng hóa với số lượng dự trữ phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi tăng hơn so với ngày thường. Theo đó, thương nhân trên địa bàn tỉnh đã có kế hoạch dự trữ hàng hóa. Ước giá trị dự trữ cho 3 nhóm hàng là 1.472 tỷ đồng. Trong đó, nhóm lương thực 30 tỷ đồng, nhóm thực phẩm 1.140 tỷ đồng, nhóm thực phẩm tươi sống 302 tỷ đồng. Theo một số tiểu thương, hàng hóa phục vụ Tết năm nay khá đa dạng và phong phú, giá cả tương đối ổn định. Hàng đa số là nhập hàng của Việt Nam sản xuất. Nói chung là cố gắng phục vụ ngày Tết thì cũng như ngày thường thôi, giá cả thì vẫn như vậy, cũng không có gì thay đổi. Theo kế hoạch triển khai chương trình bình ổn giá thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán, ba đơn vị tham gia chương trình bình ổn gồm siêu thị Big C Đà Lạt, siêu thị Coop Bảo Lộc và ba điểm bán hàng của Công ty Cổ phần Thương mại Lâm Đồng. Chương trình bình ổn giá sẽ kéo dài từ ngày 15 tháng 1, 2019 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2019. Cũng theo dự báo của các ngành chức năng, 90% hàng hóa tại các siêu thị, cửa hàng thương mại phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân dịp Tết năm nay, có 90% là hàng Việt Nam. Với hệ thống bán lẻ ngày càng phong phú đa dạng, các mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, rượu bia, gạo, thực phẩm tươi sống cũng được đánh giá là dồi dào so với mọi năm, nên khó xảy ra tình trạng khan hiếm hàng vào dịp cao điểm. Thường thì hồi đó em cũng hay đi chợ mua, nhưng mà kỳ này em thấy là đồ ăn ở trong siêu thị á, kiểm dịch này kia an toàn hơn, với lại không có bỏ hóa chất, bỏ phẩm màu nhiều, cũng an tâm hơn. Sở Công Thương sẽ hỗ trợ 70% cái chi phí bán hàng, chi phí về nhân công, chi phí về điện cho siêu thị Có Mắt Bảo Lộc để đưa 4 chuyến hàng Việt về nông thôn ở 4 xã của huyện Di Linh và huyện Bảo Lâm. In và che băng rôn điểm bán hàng bình ổn ở các điểm nhận diện bán hàng bình ổn của siêu thị Big C Đà Lạt, siêu thị Có Mắt Bảo Lộc và 3 điểm bán hàng bình ổn của Công ty Cổ phần Thương mại. Cuối cùng đó là sẽ là hỗ trợ lãi suất 100% vốn vay ngân hàng đối với những doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn ngân hàng để dự trữ cũng như là bình ổn giá trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019. Bên cạnh sự chuẩn bị của các tiểu thương, doanh nghiệp, Sở Công Thương và các ban ngành liên quan, trong đó chủ lực là lực lượng quản lý thị trường, công an kinh tế của tỉnh và các địa phương, đã theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, dịch vụ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bình ổn thị trường,
bảo vệ tốt quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019. Toàn đội quản lý thị trường số 1 đã và đang tập trung lực lượng để kiểm tra kiểm soát với những mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp Tết cuối năm, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương kiểm tra hoạt động vận chuyển buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm sản xuất buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, đo lường chất lượng và công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các loại hàng hóa giả nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt chú trọng với các mặt hàng thiết yếu và nhất là hàng đặc sản của địa phương, nhằm phát hiện các thủ đoạn gian lận về giá hoặc lợi dụng đo lường, đóng gói để tăng giá, kiểm tra kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá, niêm yết và bán theo đúng giá niêm yết. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, phát động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tập trung lực lượng tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động đẩy mạnh công tác nắm tình hình để phát hiện những cá nhân, tổ chức, đường dây, ổ nhóm có hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tội phạm, các hành vi vi phạm nhằm giữ vững ổn định thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Dịp Tết, khi sức mua trên thị trường tăng cao, thường là thời điểm những đối tượng xấu lợi dụng đẩy mạnh sản xuất, tàng trữ buôn bán các loại hàng giả, hàng nhái kém chất lượng nhằm trục lợi. Vì vậy, công tác đấu tranh ngăn chặn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm đạt chất lượng, đảm bảo các yêu cầu là giải pháp hữu hiệu loại trừ hàng gian, hàng giả kém chất lượng. Với sự nỗ lực đó của lực lượng chức năng cùng cộng đồng doanh nghiệp, sự lựa chọn sáng suốt của người tiêu dùng, thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được ổn định, đảm bảo cho người dân mua sắm hàng Tết đúng giá, chất lượng, an toàn, tiết kiệm, góp phần giúp nhân dân đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn hơn. Tiếp tục chương trình là một số thông tin trên các lĩnh vực khác. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, sáng ngày 26 tháng 1, ngành tài chính Lâm Đồng tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí từng công tác trong ngành tài chính trên địa bàn tỉnh. Tại buổi gặp mặt cán bộ hưu trí ngành tài chính đã được thông tin một số kết quả của ngành tài chính trong năm 2018. Theo đó, trong năm 2018, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức và người lao động, ngành tài chính Lâm Đồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước. Trong đó, một số chỉ tiêu như tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 7.200 tỷ, tăng 12% so với cùng kỳ. Riêng tổng thu ngân sách địa phương đạt trên 11.900 tỷ, chi ngân sách địa phương trên 11.700 tỷ. Ngoài ra, cơ cấu tổ chức một số cơ quan khối tài chính, hệ thống thuế, chi cục hải quan, chi cục dự trữ nhà nước và các đơn vị kinh doanh như công ty sổ số kiến thiết, quỹ đầu tư phát triển Lâm Đồng tiếp tục được kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, được các bộ ngành trung ương và địa phương đánh giá cao. Đây là cơ sở để ngành tài chính Lâm Đồng tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2019. Sáng ngày 26 tháng 1, Trường Chính trị Lâm Đồng tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương đón Tết cùng bệnh nhân nghèo. Qua đó, trường đã vận động cán bộ, nhân viên, học viên nhà trường đóng góp kinh phí và công sức để gói hơn 129 bánh chưng. Toàn bộ số bánh chưng này sẽ làm quà tặng cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng. Đây là năm đầu tiên Trường Chính trị Lâm Đồng tổ chức chương trình tặng bánh chưng đầy ý nghĩa này. Qua đó thể hiện tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, nhân viên, học viên nhà trường đối với các bệnh nhân, để người bệnh bớt đi nỗi đau bệnh tật, có tinh thần vui xuân dù đang nằm trên giường bệnh. Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Hà Nội tăng 10% hàng hóa phục vụ Tết. Gia Lai rộn ràng vụ hoa Tết. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, sức mua trên thị trường hàng hóa bắt đầu gia tăng. Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, hiện nay các trung tâm thương mại, các địa phương đã sẵn sàng tăng lượng hàng hóa, đảm bảo không thiếu hàng và không tăng giá. Đến thời điểm này, tất cả các trung tâm thương mại siêu thị trên địa bàn Hà Nội đã cơ cấu lại ngành hàng, trong đó tăng các hàng hóa tiêu dùng trong dịp Tết như bánh, mứt, kẹo, rượu, trà, nước giải khát, măng miến, mộc nhĩ, gạo, dầu ăn, các loại gia vị, nước mắm, thực phẩm tươi sống, chế biến, rau xanh,
củ quả, trang phục phụ kiện, giày dép, hóa mỹ phẩm, các sản phẩm dùng lau dọn và trang trí nhà, đồ gia dụng, bát đũa, cốc chén. Theo đại diện một số siêu thị, lượng hàng hóa phục vụ trong dịp Tết năm nay đều tăng từ 10 đến 30% tùy nhóm mặt hàng. Trong đó, nhóm hàng bình ổn tăng cao nhất ở nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ quả, trái cây. Theo Sở Công Thương Hà Nội, ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ tiêu dùng của người dân trong dịp Tết này khoảng 28,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với kế hoạch dự trữ hàng hóa Tết năm trước. Nông dân tỉnh Gia Lai đang rộn ràng mùa thu hoạch, chuẩn bị cung cấp hoa cho vụ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Thời tiết thuận lợi nên vụ hoa năm nay được mùa, tuy nhiên giá xuống thấp hơn so với năm ngoái. Thành phố Pleiku là địa phương tập trung diện tích hoa tươi cung cấp cho người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh Gia Lai với khoảng 5.000 hecta hoa các loại như lay ơn, cúc đại đoá, hồng, mai, vạn thọ, hoa treo giàn. Năm nay vào thời điểm gieo trồng, thời tiết khá thuận lợi nên các loại hoa đều phát triển ổn định, cho nhiều nụ, khả năng nở đúng dịp Tết. Năm nay hoa được mùa đẹp nhưng mà giá cả thì thấp hơn năm ngoái. Cố gắng chăm sóc cho hoa được tốt, đi bán ra thị trường thì đẹp, người dân ưa chuộng. Cùng với diện tích hoa lấy cành, các loại hoa trồng chậu như cúc, hồng cũng phát triển ổn định. Cúc trồng chậu năm nay nhiều nụ, to khỏe hơn năm trước. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế giảm sút chung thì sức mua và giá cả hoa năm nay có vẻ chậm hơn so với các năm trước. Thì vụ mùa của năm nay thì nói chung là trước mắt là vậy thôi, mình thấy là bông hoa nó đẹp, rồi cái chiều cao nó có, thì thuận lợi trong cái mùa màng. Còn cái hoa mà để bán Tết thì không có biết trước được, nhưng mà nói chung chung là cái niềm hy vọng và tin tưởng là năm nay sẽ đạt hơn năm vừa rồi. Tết đang đến gần, người dân trồng hoa Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung đang nỗ lực chăm tỉa hoa để có thể cho ra thị trường những chậu hoa rực rỡ sắc xuân. Vụ hoa được mùa, bà con đang mong thời điểm cận Tết, giá cả và sức mua có chuyển biến tốt hơn để nông dân có một cái Tết vui vẻ, phấn khởi. Thưa quý vị và các bạn, sau những tháng cuối năm 2018 sản lượng thấp, chuyến biển đầu tiên của vụ đánh bắt mới 2019, nhiều tàu cá về bến với sản lượng khá đã tiếp thêm nghị lực để ngư dân vươn khơi bám biển trong những ngày Tết. Cảng cá Đông Tác những ngày này rất đông tàu cá cập bến để bán thủy sản. Ngay sau khi dỡ cá lên bờ, chủ thuyền tất bật đã chuẩn bị cho chuyến biển mới. Bởi theo bà con ngư dân, đây là thời điểm đánh bắt thuận lợi nhất trong năm. Phí tổn mang theo cho chuyến biển lần này ngoài lương thực thực phẩm như ngày thường, còn có những đồ ăn thức uống để người dân ăn Tết trên biển và sẽ trở về từ sau mùng 10 tháng Giêng nếu chúng cá có thể về sớm hơn. Bạn cũng như bạn đã chịu đi thì mình cũng đi á, ba Tết rồi. Làm ăn kiếm ăn cho mùa màng mà, mua ghe đầu thịt đồ này kia chứ, bia bọt này đủ đủ làm nguyên anh em đã đi ba Tết không. Trong khi cảng cá Đông Tác chật chội vì nhiều tàu cá lấy vật tư cùng lúc, thì nhiều ngư dân câu cá ngừ đại dương chọn cảng cá Phú Lạc để cập bến bán cá ngừ và lấy vật tư cho chuyến biển tiếp theo. Bà con quan niệm mỗi năm chỉ có một mùa làm ăn, cá ngừ cũng chạy biển trong hai tháng Chạp và tháng Giêng, vậy nên trúng biển là có Tết. Tết nhất thì nói chung là trang bị đầy đủ, nói chung là thịt cá, đồ, bia bọt rồi cũng đem đầy đủ hết á. Cho nên anh em ăn Tết về biển, do cũng vui vẻ rồi làm, vừa ăn Tết vừa làm chứ không sao hết. Đối với những ngư dân làm nghề lưới vây khác với cá ngừ, thời điểm này các tàu lưới vây về bến kéo lưới lên bờ để phá, phơi lưới, tiếp tục đầu tư mấy tầm ngư hiện đại, cho bàn thuyền ăn Tết và chuẩn bị sẵn sàng mọi việc để ra giêng mở biển ngay và sẽ ở lại vài ngày trên biển để đón các luồng cá. Sản lượng đánh bắt cao, thu nhập khá là lý do họ quyết tâm bám biển từ rất sớm. Chuẩn bị lưới chài từ xưa lại giá không rồi bắt đầu năm mới kia đi ra khâu xuống là Phú Quý rồi nằm chứ, xuống dưới là đảo của Trường Sa rồi nằm về đó. Tăng cường lực lượng xuống cảng cá, kiểm tra giấy tờ và người và phương tiện đầy đủ. Và cũng động viên bà con, tuyên truyền cho bà con bám biển và không đi vi phạm pháp luật, đi không tuyệt đối không sang vùng biển của nước ngoài khai thác. Lúc này nhiều ngư dân đã lo xong phí tổn để ra khơi. Với tình hình đánh bắt đạt sản lượng khá như hiện nay, dự kiến ít nhất 50 tàu câu cá ngừ của Phú Yên sẽ ra khơi trong những ngày Tết và ở lại ăn Tết trên biển. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.